em không mong muốn một người lý tưởng, một người toàn diện. Em chỉ mong là tìm được một người biết chia sẻ, biết đồng cảm cùng em gánh vác mọi công việc nội ngoại hai bên, cùng em nuôi dạy các con lên người. Mong là anh ấy có một công việc ổn định và sức khỏe tốt để chúng em có thể đi với nhau được một đoạn đường dài hơn nữa và hạnh phúc bên nhau. Một yêu cầu chính đáng với một cô gái xinh đẹp này. Còn chàng trai? Quyền Linh và Ngọc Lan rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chúc quý vị ngày hôm nay Ngọc Lan và Quyền Linh tiếp tục gặp gỡ quý vị để cùng kết nối những mảnh ghép trong cuộc sống đang đi tìm lẫn nhau. Mảnh ghép nào sẽ gặp mảnh ghép nào quý vị, chúng tôi chưa biết điều đó. Và hôm nay họ có gặp nhau ở một điểm nào hay không, chúng ta chờ xem nhé. Bây giờ Quyền Linh và Ngọc Lan mời quý vị đến với cặp đôi đầu tiên. Mời nhà trai. À, ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Mời bạn ngồi. Mời em trai. Em xin chào anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan. Em tên là Đỗ Huy Tuấn, năm nay em 35 tuổi. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Thanh Hóa. Công việc em là kinh doanh về gạch men và thiết bị vệ sinh. Cửa hàng đó là của em luôn. Dạ vâng. Rồi, mời nhà gái. Mời nhà gái giới thiệu cho mình. Dạ, em xin chào MC Quyền Linh, MC Ngọc Lan. Em là Hoàng Lan, hôm nay em 36 tuổi. Quê em ở Hưng Yên và em đang sống cùng với bố mẹ ở Hưng Yên ạ. Em vừa là quản lý, vừa là nhân viên bán vé máy bay ạ. Hưng Yên với Thanh Hóa cách bao nhiêu xa hả Tuấn? Dạ, khoảng tầm 160 cây anh ạ. Cũng gần ha. Dạ anh. Bây giờ mình nói chút xíu về ưu điểm khuyết điểm đi Tuấn. Em biết chăm sóc cho gia đình, biết lắng nghe, biết cầu tiến trong công việc. Còn về cái khuyết điểm của em thì em hút thuốc ngày một gói, hơi nóng tính. Đó, điểm yếu của nhà trai đó. Nhà gái có ưu điểm gì nè? Ưu điểm của em là độc lập, mạnh mẽ. Em cũng hơi cá tính, khó tính và kỹ tính. Đúng, nó khó tính mà kỹ tính là mệt lắm luôn á. Dạ. Em có thể bớt cái khó tính và cái kỹ tính lại không? Dạ, em sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân ạ. Mình nói về tình trường. Đúng rồi, tình trường đi Lan. Em đã từng kết hôn, có một con gái năm nay 13 tuổi ạ. Em ly hôn được 5 năm rồi ạ. Em lấy chồng bao nhiêu năm Lan? Em lấy chồng từ năm em 23 tuổi. Nhưng mà chồng cũ của em đi xuất khẩu lao động, sau đó thì về bọn em chia tay ạ. Rồi ở nhau được bao nhiêu năm? Bọn em ở với nhau được hơn 1 năm ạ. Từ lúc 25 tuổi cho tới 36 tuổi em ở vậy nuôi con hả Lan? Dạ vâng ạ. Trời, những người tên Lan khổ hả? Em hơi bị xúc động. Hơi xúc động, bạn ấy rất là xúc động. Những người tên Lan vất vả lắm, khổ về đường tình duyên lắm. May hôm nay em không gặp anh Điệp đúng không ạ? May hôm nay em không gặp anh Điệp đúng không ạ? Dạ đúng rồi, hơn đó. Bên kia mà có tên Điệp cái chắc mệt về. Thôi giờ mình đổi không khí đi, mình hỏi chút xíu về đường tình duyên của nhà trai nè. Chị. Chào bạn. Dạ, em thì cũng lập gia đình và em ly hôn thì được 2 năm. Hiện tại thì em có một bé trai đang sinh sống cùng mẹ. Bé trai bao nhiêu tuổi rồi anh hả? Bé nhà em năm nay cháu 7 tuổi chị ạ. Bên đây thì Tuấn cũng đã có gia đình. Dạ. Ly hôn 2 năm rồi, có con trai 7 tuổi. Sống với mẹ. Thật ra anh không nghĩ xinh đẹp thế này mà không có một cái người nào. Trước kia thì con em còn nhỏ, em cũng lo công việc cho ổn định để chăm sóc được cho con được toàn diện đầy đủ hơn ý. Nên là em cũng không nghĩ gì đến với lại công việc của em, chủ yếu là làm online tại nhà. Em buôn bán ở nhà luôn. Dạ vâng ạ. À, một mình nuôi con như thế. Dạ. Trời ơi, thiệt tiếc cho những chàng trai Hưng Yên. Cái người yêu lý tưởng của em, một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Em không mong muốn một người lý tưởng, một người toàn diện. Em chỉ mong là tìm được một người biết chia sẻ, biết đồng cảm cùng em gánh vác mọi công việc nội ngoại hai bên, cùng em nuôi dạy các con lên người. Mong là anh ấy có một công việc ổn định và sức khỏe tốt để chúng em có thể đi với nhau được một đoạn đường dài hơn nữa và hạnh phúc bên nhau. Một yêu cầu chính đáng với một cô gái xinh đẹp này. Còn chàng trai, chúng ta mong muốn có một người phụ nữ như thế nào? Với em thì
Em mong muốn một người phụ nữ biết chia sẻ trong cuộc sống, biết chăm lo cho gia đình. Thực sự là em cũng không muốn là bạn ấy là phải ra xã hội để mà lăn lộn ngoài xã hội. Còn cái việc ngoài xã hội thì em đảm nhiệm việc đấy. Đây không cần lo cũng được, đây tự lập rồi. Đúng rồi. Nói chung là những cái gì em yêu cầu á, anh nghĩ rằng cô gái này dư sức đáp ứng luôn. Nhà trai đi với ai? Dạ em có đi với chị của em. Chào MC Huyền Linh, Ngọc Lan và các bạn trường quay. Mình tên Dương, là chị của bạn Tuấn. Thấy bạn Ngọc Lan bên đây thì dễ thương, tự lập, cá tính thì cũng hợp với bạn Tuấn. Hai bạn cho nhau cơ hội để mình tìm hiểu. Từng có gia đình mình cũng đã từng trải đồng cảm với nhau rồi. Mình nên hiểu mình cần làm sẽ gì hiểu để với nhau. Rồi, cảm ơn em. Ngọc Lan đi với ai? Dạ, em đi với bố em và con gái em ạ. Chào MC Quỳnh Linh, chào MC Ngọc Lan. Dạ. Chào quý khán giả trong trường quay. Tôi là ba của em Hoàng Lan. Thì tôi thấy anh Tuấn cũng là một người cũng giản dị mà nghe chừng cũng sống chân thực, cũng mong điều hai con sẽ đến với nhau và xây dựng hạnh phúc lâu dài. Cảm ơn. Cảm ơn chú. Dạ, cảm ơn chú. Con gái ơi, con có muốn mẹ lấy chồng không? Dạ, nếu như mà mẹ cháu tìm được người phù hợp thì chuyện này cũng có thể xảy ra được. Cháu ủng hộ không? Dạ, có ạ. Nếu mà đó là người phù hợp ạ. Vậy thì con nhìn chú đó đó, con thấy có cái gì phù hợp với mẹ mình? Cháu thấy chú không khá là trưởng thành. Chú trưởng thành hả? Con thấy chú dễ thương không? Chú nghĩ là tại vì chú là một người làm ăn thì chú cái vẻ dễ thương thì nó cũng không có. Trông nó trưởng thành và đàn ông nhiều hơn ạ. Rồi, được rồi con gái. Hai bên mình mở rào để hai bạn gặp mặt đi ha. Dạ, mở rào. Chào ạ. Mình có món quà tặng bạn nè. Lần đầu tiên gặp bạn. Em xin, em cảm ơn anh. Đây là đặc sản nhãn Hưng Yên của em. Mình cảm ơn bạn. Có cuốn sách tặng anh. Mình cảm ơn bạn. Dạ vâng. Cuốn sách này là mang tên Chìa khóa hạnh phúc. Em cũng mong rằng là em sẽ gặp được một người phù hợp cho mình một cái chìa khóa mở hạnh phúc cho em và anh ấy. Bởi vì hạnh phúc thì là một sự lựa chọn chứ không phải là một sự đánh đổi. Nên em mong rằng là chúng ta sẽ tìm thấy chìa khóa hạnh phúc của mình ạ. Rồi, cảm ơn bạn. Bạn cảm nhận về mình thế nào? Em cảm thấy anh cũng khá là chững chạc. Mình thấy bạn cũng là người chững chạc, một người phụ nữ là biết tự lập và chăm lo cho con cái. Đấy là một cái điều mình cần. Mình bây giờ giữa bạn và mình nó đều trải qua một cuộc hôn nhân rồi. Mà cái điều mình mong muốn ấy, mình tìm một người phụ nữ để mà về để chia sẻ cho nhau và cảm thông được cái cuộc sống của nhau, để rồi đi tới một cái hạnh phúc cuối cùng. Đấy là cái điều mình mong muốn. Thực sự là em là một người sống nội tâm, thế nên là nhiều khi là em có giận ý là em cũng không nói ra đâu. Bởi vì là khi mà ai đó yêu em thật lòng thì họ sẽ biết là em đang suy nghĩ gì. Thực sự là cái đấy cũng có thể là một cái khó, nhưng mà em cần một người như thế. Bởi vì khi mà yêu nhau thật lòng rồi, con người ta không cần nói, cũng có thể chỉ cần nhìn ánh mắt của nhau đã hiểu nhau là như thế nào. Em cũng mong em tìm được một người như vậy để cùng em xây dựng một hạnh phúc. Thì mình đăng ký với chương trình thì thật ra như bạn và mình đều đến để cho nhau một cái cơ hội. Bạn và mình thấy cảm thấy là hợp nhau và có những cái suy nghĩ nó cùng nhau, cùng một quan điểm sống với nhau, thì mình có thể là tiến tới những cái xa hơn. Về con, con mình thì hiện tại là đang ở với mẹ. Bây giờ hiện tại là mình đang sống một mình. Sau này ví dụ như có tiến tới được xa hơn ấy, thì mình nghĩ là trước mắt là mình phải thương được con của bạn thì mình mới thương được bạn. Và mình trong cái tư tưởng của mình thực sự là đến chương trình mình yêu cầu các bạn biên tập viên là mình tìm một người đã có gia đình rồi thì nó cùng chung một hoàn cảnh với mình. Đấy, cùng chung hoàn cảnh rồi thì là khi mà con thì của chúng bạn ta sẽ có sự đồng cảm, đồng cảm nhau rồi dễ hơn. Và dạ, khi mà mình có yêu thương của con của bạn, dạ, thì chắc chắn sau này về già thì con của bạn sẽ chăm sóc lại mình. Đơn giản mình nghĩ đơn giản là như vậy.
Còn về về Lan thì không biết suy nghĩ là suy nghĩ của em thì cũng giống như anh, bởi vì là em thương con em bao nhiêu thì em cũng sẽ thương con của chồng em bấy nhiêu. Tính em thì nó cũng khá là nghiêm khắc, ngay cả bản thân con em thì em cũng có một cái sự nghiêm khắc với con để con có thể độc lập và trưởng thành. Em mong rằng là anh sẽ cùng quan điểm dạy dỗ con giống em. Ok, về cái quan điểm dạy con thì cái điều này thì mình hy vọng là cả hai đều cùng chung một quan điểm, tất cả mọi việc là đều về con. Bây giờ em trai tới nắm tay Lan cái đi, rồi mình thử trao đổi xem, hỏi em khoảng bao lâu thì mình có thể đến với nhau được. Bước tới đi Tuấn. Nhìn thẳng vào Lan kìa Tuấn. Thực sự đến giờ này thì để mà nói mình không còn trẻ. Mình cũng năm nay thì là cũng 36 cả rồi đúng không? Mình cũng muốn là xác định một cái tương lai nó... Mình cũng muốn nhanh, vì là mỗi tuổi nó sẽ một già đi. Mình hy vọng, không biết là Lan, với Lan thì nếu như mà mình cho nhau cơ hội, mình cho nhau cái tình yêu thương thì dự tính là trong bao lâu? Bởi vì em đã từng một lần đổ vỡ nên là em muốn có thời gian tìm hiểu và em muốn đi để bền vững sau này, đến khi chúng mình nhắm mắt xuôi tay, chứ không phải là một vài thời gian xong rồi chúng ta lại tan rã. Yêu nhau thì phải tìm hiểu nhau. Dạ. Tìm hiểu từ tính cách đến cuộc sống gia đình. Đấy, thì mình hy vọng là đến với chương trình hôm nay ta hãy trao cho nhau cơ hội để có một sự tìm hiểu. Hết thời gian. Về ghế đi các bạn. Các bạn cũng có thời gian khá dài để cùng trao đổi câu chuyện này. Hai bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3 Nào, hãy nắm tay nhau. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau. Hôm nay có ba của Lan. Tuấn có thể nói gì với ba với lại con gái? Con chúng là con xin chào chú và chú chào con gái. Hôm nay con đến với chương trình thì cũng rất may mắn là được gặp bạn Lan là con gái của chú. Con cũng rất cảm ơn chú là đã sinh ra một người con gái mà có một cái đức tính là thực sự là những cái đức tính mà con cần hiện tại. Con rất cảm ơn chú. Con chúc chú có một sức khỏe dồi dào. Thực sự là con gái hãy tin tưởng chú, nếu như chú có được cái cơ hội đến với mẹ thì chắc chắn rằng cái chuyện chăm lo cho mẹ và con, chú sẽ là cái người mà không để cho mẹ con thất vọng. Hay quá. Một nụ hôn đầu tiên ngày gặp mặt nào. Các bạn đẹp đôi lắm đó. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi tặng bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một lò nướng TLMC35Z. Nướng tự động công suất 1500W, xuyên nướng xoay 360 độ, điều chỉnh nhiệt độ độc lập, kính cường lực cách nhiệt 2 lớp, lò nướng TLMC35Z, thiết kế kim cương, món nướng luôn ngon. Chương trình gửi tặng các bạn một phần quà, đó là cặp mũ bảo hiểm M139 của thương hiệu Royal với kiểu dáng 3/4 đầu, đảm bảo chất lượng an toàn theo dây chuyền sản xuất hiện đại. Đặc biệt với thiết kế kính âm độc đáo, giúp các bạn an toàn hơn khi đi đường xa, giúp che nắng, chắn mưa, che khói bụi và ẩn vào trong khi không cần thiết. M139, an toàn, thời trang, tiện lợi cho tất cả mọi người. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Chúc các bạn hạnh phúc. Các bạn hãy nắm tay nhau, đi đến nơi nào mà mình thích, hãy chăm sóc tình yêu thăng hoa các bạn nhé. Dạ. Rồi, chúc các bạn hạnh phúc. Dạ. Như vậy là chúng ta đã có một cặp đôi đầu tiên cực kỳ dễ thương thưa quý vị ha.
Còn bây giờ thì Quỳ Linh và Ngọc Lan giới thiệu quý vị và các bạn cặp đôi thứ hai. Xin mời. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Mời em ngồi. Rồi bây giờ mình giới thiệu về mình đi bạn trai. Xin chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Chào bạn nữ bên cạnh. Em xin tự giới thiệu, em là Đặng Bá Tùng. Năm nay 31 tuổi, em đến từ Đồng Nai. Hiện tại cũng đang làm việc ở Đồng Nai luôn. Em làm công việc gì Tùng? Dạ em làm bảo trì. Rồi tới phiên mình, bạn nữ. Đầu tiên em xin gửi lời chào đến chị Cát Tường, anh Quyền Linh, tất cả quý vị khán giả có mặt trong trường quay và bạn nam bên kia hàng rào hoa hồng. Trước khi giới thiệu về bản thân mình thì em xin tặng chương trình một bài thơ nhỏ mà em tự làm. Rồi. Cảm ơn bạn muốn hẹn hò cùng ông Mai bà mối Quyền Linh Cát Tường. Không chỉ vui vẻ dễ thương, lại còn duyên dáng kết xe duyên lành. Chúc chương trình ngày càng nhiều người đồng hành, xe nhiều duyên mới tiếng lành đồng xa. Rồi, thay mặt chương trình cảm ơn em. Bây giờ thì mình có thể giới thiệu về mình. Em xin tự giới thiệu, em tên là Ngọc Diễm. Năm nay em 26 tuổi, em sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại em sinh sống và công tác tại quận 7. Công việc hiện tại của em là chuyên viên R&D, chuyên nghiên cứu và phát triển sản phẩm thuộc lĩnh vực thực phẩm. Điểm mạnh điểm yếu của em? Điểm mạnh của em là em vui vẻ, hoạt bát, em rất là hài hước. Nếu như mà ai mà quen biết em thì nói chuyện với em từ đầu đến cuối là em sẽ là bao vui, bao nhây, bao lầy, giống như cơm bao no. Bữa nay lát em làm sao em bao vui cho anh đó giùm chị nha. Dạ, bên cạnh đó thì em là người phụ nữ của gia đình. Em biết nấu ăn, chăm sóc nhà cửa. Nói chung là việc chăm sóc gia đình thì hoàn toàn là đối với em không có vấn đề gì cả. Chăm chỉ siêng năng và em gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp. Thấy mình đó ổn nha, đàn gái ổn đó. Dạ, thấy có vẻ hoàn hảo đó anh Linh. Còn em? Ưu điểm của em lớn nhất là em có cái tính ham học hỏi á. Em cũng biết chơi thể thao, có thể hát được ạ. Khuyết điểm thì em hơi nhát với bạn gái. Em hay xuống thành phố Hồ Chí Minh không? Dạo trước thì em học thì em cũng lên xuống nhiều, như giờ về giờ làm thì cũng ít lên. Dạ. Rồi bây giờ nếu quen bạn gái trên thành phố thì mình sắp xếp như thế nào để mình hẹn hò? Tuần lên lần được chị Cát Tường ơi. Tuần lên lần được không em? Dạ được chị. Không, bây giờ đường xá cũng đi nhanh lắm. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình rồi anh Linh. Dạ, người thứ hai thì tình cảm dần dần nó nhạt nên là chia tay. Lý dạ, do sao rồi. Nhạt? Bạn gái có người khác chị Cát Tường ơi. Còn bạn gái bên kia? Dạ em cũng trải qua 2 mối tình rồi chị. Mối tình đầu tiên thì là lúc em còn là sinh viên. Chia tay là tại vì trên lệch tuổi tác quá lớn. Ảnh hơn em hơn 10 tuổi chị. Này bên này là hơn em như em biết không? Dạ ảnh hơn em 5 tuổi. Được không? Dạ được. Mối tình thứ hai thì em chia tay cách đây khoảng hơn 1 năm. Dạ quen nhau cũng khoảng 6 tháng. Làm cái việc gì thì em cũng có một cái kế hoạch trước. Em thích đặt cái kế hoạch trong cuộc sống của mình. Còn ảnh thì ảnh suy nghĩ hơi đơn giản. Khó tìm được tiếng nói chung với nhau trong cái sự trao đổi. Chị thấy em là một người rất là quyết đoán và đâu đó rõ ràng. Dạ, đúng không? Dạ mình, đúng mình có vẻ cá tính là mình hơi mạnh mẽ. Dạ đúng rồi chị. Bây giờ em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em rất là ngưỡng mộ anh trai của em. Em mong muốn là người đó cũng sẽ được gần giống như anh em khoảng chừng 80% cũng được rồi. Anh trai của em thì ảnh đẹp trai, có công việc ổn định, chuyên môn tốt, hiếu thảo, biết lễ phép với mọi người trong gia đình, biết cách cư xử. Trong cuộc sống cũng luôn có kế hoạch trước, điềm tĩnh. Đặc biệt là ảnh có gia đình rồi và ảnh luôn là phụ giúp vợ trong việc chăm con hàng ngày. Ví dụ như là phụ vợ thay tã cho con, rồi pha sữa cho con, đút con ăn cơm vân vân. Bên cạnh đó thì em và anh trai cũng giống như là hai người bạn thân, mặc dù là anh trai với em gái. Nhưng mà em chia sẻ với ảnh mọi chuyện của mình, từ vui buồn, từ công việc, rồi học hành, cuộc sống là em đều chia sẻ. Và ảnh cho em rất là nhiều cái lời khuyên tốt, cũng như là định hướng cho em là phải làm như thế nào trong cuộc sống. Nhưng thí dụ anh hỏi em cái gì cũng giống anh trai em được á, tất cả giờ cho con bú được nè, rồi giặt tả cho con nè, tắm rửa cho con được, nhưng mà cái đẹp trai đó không thể nào như anh trai của em được không? Dạ được anh, bởi vì em nói là chỉ cần khoảng 80% là được rồi anh. Thí dụ không được 50 rồi bây sao? Giờ bên đó cỡ được như phần trăm, tự nhận xét nãy giờ đó, những tiêu chí cô này đưa ra hình ảnh người anh trai vậy. Em nghĩ em cũng đáp ứng được 70%. Sao ông gan vậy á? Ủa ông trai ông là siêu mẫu rồi sao? Anh ơi là quá chuẩn rồi. Em làm được gì nè?
Dạ, mấy cái mà chăm con đấy này kia, mấy cái đó thì em nghĩ em làm được. À, thiếu đẹp trai tí thôi anh. Thiếu đẹp trai chị thôi, bỏ qua. Thì em cũng mong muốn là cái người đàn ông sắp tới của em sẽ là một cái người chân thành, rồi đủ cái tin tưởng để cho em là một cái chỗ dựa vững chắc cho em trong cuộc sống. Đúng, rồi. Còn bạn trai, yêu cầu mẫu người lý tưởng của bạn sao nè? Dạ, như nãy bạn gái nói thì bạn gái vui tính là em rất là thích rồi ạ. Em thì người hơi trầm tính với lại hơi ít nói, thì em muốn bạn gái nói nhiều một tí ạ. Ngoại hình thì em thích người mập mập một xíu. Vậy thôi chị Tường ơi. Đơn giản vậy thôi hả? Dạ. Đến qua anh coi có mập mập chút không? Qua đây, qua đây. Dạ, em chào anh Nguyên Linh. Được. Này cũng hay nha. Giống như có nhìn thấy nhau hay sao? Cũng tròn tròn, nói chung không mà tròn dễ thương. Trong cuộc sống em thích cái gì nhất? Cái sự chia sẻ với nhau. Dạ. Có thể là nói được hết với nhau những cái điều mà có thể mình không nói được với ba mẹ mình. Tâm sự với anh trai vậy đúng dạ, không? Dạ, dạ đúng. Rồi em không thích điều gì? Dạ, em không thích ở người đàn ông làm hút thuốc, rượu chè, gia trưởng, độc đoán, không có cái ý chí cầu tiến trong công việc và cuộc sống. Sao em? Dạ, thuốc thì em không hút, nhậu nhẹt thì cũng lâu lâu có tụ họp bạn bè này kia. Ừ. Dạ. Còn cầu tiến thì chắc chắn em có rồi. Có. Dạ. Trong cuộc sống em thích điều gì? Dạ, em thì thích những cái niềm vui với gia đình, bữa cơm hay là đi chơi này kia với gia đình á. Người đàn ông của gia đình không thích điều gì ở phụ nữ? Hay lớn tiếng này em không thích. Cô này nói hơi lớn tiếng đó. Không, lớn tiếng vậy không sao. À, lớn tiếng tức là la lớn hay là nói hay lạt nộ này kia đó anh Linh. À, dạ. Chứ phụ nữ nói rộn rã nghe nó cũng kêu, dạ, hay vui, lắm á. Cái đấy là vui. Cảm tình lắm á, vui á. Dạ, dạ. Làm sao hai bạn hiểu nhau mới điều quan trọng ha. Bây giờ nếu được thì bao lâu nữa em tiến tới hôn nhân được? Dạ, có thể là tìm hiểu 1 hoặc 2 năm nữa. Mình làm dâu được không? Dạ, em làm dâu được. Làm dâu được. Ví dụ về Trảng Bom ở được không? Dạ, nếu như mà ảnh có thể lo được cho em cuộc sống cũng như là công việc của em ở đó thì em có thể về. Ví dụ như lấy nhau thì mình sẽ sống ở đâu? Sống ở Trảng Bom luôn hay là mình có ý định gì lập nghiệp ở đâu không? Dạ, em nghĩ là mình sẽ lập nghiệp ở Trảng Bom luôn ạ. Mình đang ở với ba mẹ mình dạ, luôn ở với không? Ba mẹ. Rồi, có vẻ hơi ốm nhỉ? Dạ. Mình khỏe không? Khỏe chị. Chơi thể thao gì không? Có chị, có bóng đá, bóng chuyền. Ốm nhưng mà khỏe đúng không? Dạ. Vấn đề bây giờ là thuyết phục được bạn gái sao để cô ấy chịu theo mình để xuống Trảng Bom. Cặp này được đấy, rất là dứt khoát, rất là rõ ràng. Em trai đi với ai em trai? Dạ, hôm nay em đi với mẹ, với lại hai cô, anh rể, với lại em họ nữa. Cả gia đình luôn hả? Trời đông quá hả? Dạ. Dạ, chào cô. Dạ, xin chào cô. Xin chào em Chi, Quyền Linh và Cát Tường. Dạ. Bên cháu thì cũng được rồi đấy. Bên bác... bác rung quá rồi. Cháu thì nói chung là cũng hối lâu rồi đấy. Thì nhờ chương trình, nhờ ông Mai bà mối xe cho hai cháu thì bác đấy cũng mừng. Dạ. Đây bổ sung cho em gái rồi. Rồi em gái giơ tay phát biểu rồi, đang muốn giơ dạ, tay. Rồi. Con xin chào MC Cát Tường và chú Quyền Linh ạ, và toàn bộ khán giả. Dạ, em tên là Cương, là em gái út của anh Tùng ạ. Cho em được giải trình ra cái tiêu chuẩn của chị đó. Cái tiêu chuẩn ngoài đẹp trai ra thì em thấy mọi cái còn lại thì em thấy là 80-90% là anh em có thể. Em rất là đẹp trai, chị thấy đẹp. Về gia đình á chị, thì anh luôn luôn hướng về gia đình. Em muốn chia sẻ một câu chuyện là ngày đấy anh đi học ôn thi đại học ở trên Đại học Nông Lâm á. Cái ngày đấy là 8 tháng 3, trời mưa nữa, mà hồi đấy là anh đi xe đạp chứ không có xe máy nữa. Anh chạy từ đạp xe đạp từ trường Nông Lâm về nhà để tặng hoa mùng 8 tháng 3 cho mẹ với em. Dạ, em rất là xúc động vì vậy. Anh em là một người cầu tiến, biết tự mình học hỏi chị. Anh em hiền. Em cũng hy vọng là chị cũng bù đắp lại cho anh em. Anh em thì hơi ít nói đó. Em cảm ơn chị. Em gái dễ thương quá. Hôm nay thì em đi với ai? Dạ, hôm nay thì em đi với ba mẹ và anh trai của em. Xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, xin chào cháu. Dạ, con chào hai bác. Chào quý vị khán giả ở trường quay. Tôi là ba của Ngọc Diễm. Nói thật với lại ông Mai bà mối chứ ở nhà thì rất là đơn chiếc. Chỉ có hai anh em thôi. Anh thì là đã có vợ và ở chung gia đình. Còn em gái thì hiện nay thì nó đang làm ở trong khu chế xuất Tuân Thuận. Công việc thì cũng ổn định. Đến với chương trình thì điều đầu tiên là muốn con gái mình có bến bờ hạnh phúc. Và điều thứ hai nữa là muốn con rể của mình yêu thương con gái của mình, hai con sống chan hòa cho đến răng long đầu bạc. Còn ở thì ở đâu cũng được, con gái tôi thì cũng có khả năng làm dâu. Mong là ông Mai bà mối xe duyên cho hai cháu được thành là chúng tôi rất là mừng. Ủa này có em trai, anh trai bạn ấy đi không? Dạ có, đi. Nãy giờ nghe em gái khen quá trời đất luôn. Dạ, rồi đó. Chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường.
Em cũng thấy là bạn trai này tính cách trầm tính xíu, bé Diễm thì sôi nổi, thì em nghĩ hai bạn tìm được cái mối quan tâm chung trong cuộc sống thì sẽ có tiếng nói. Rồi anh chỉ hỏi em một câu một thôi, em thấy em để tương lai của em có đẹp trai không? Dạ em thấy bạn này thì chắc là có nét về mình sẽ tút lại. Chàng trai bên đây theo anh đánh giá khách quan, rất là dễ thương, và đặc biệt câu chuyện của em gái kể hồi nãy chứng tỏ rằng anh ấy sống rất tình cảm và chăm sóc người thân của mình. Rồi bây giờ sẽ để cho hai bạn trực tiếp gặp nhau để nhận xét. Cô gái đánh giá đẹp trai thế nào không biết nha. Chúng ta rồi, bắt đầu gặp gỡ, mở rào. Bắt đầu. Em cảm ơn quà tặng em. Em cảm ơn. Em cũng có một món quà nhỏ để tặng anh, và trong đây có một cái bí mật nằm trong này. Để cuối chương trình thì anh hãy mở ra nha. Rồi chúng ta bắt đầu trò chuyện đi các bạn, cảm nhận về nhau. Anh thấy em đẹp không? Cũng được em. Sao anh? Cũng đẹp. Cũng đẹp hả? Vậy là không đẹp rồi. Đâu anh nói thật mà. Em muốn hỏi anh là cái vấn đề hồi nãy á, ví dụ như là nhà em ít người á, thì nhà em cũng có mong muốn là anh sẽ lập nghiệp ở thành phố, thì ý anh như thế nào? Thật sự là anh cũng rất là thương gia đình, nên là anh thật sự là rất muốn ở gần với cha với mẹ. Nhưng mà anh với em thì cũng không có xa lắm, thì mình cũng có thể qua lại này kia được. Nhưng mà anh thì vẫn, thật sự thì anh vẫn thích ở dưới Đồng Nai hơn. Vậy nếu như mà em theo anh về Đồng Nai á, thì em sẽ phải gác lại cái công việc và cuộc sống hiện tại của em ở đây. Thì em về đó thì anh sẽ lo cho em như thế nào về cuộc sống cũng như là công việc của em? Em làm bên thực phẩm đúng không? Về dưới đó thì cũng có những công ty thực phẩm em cũng có thể làm được mà. Thì năng lực của mình thế nào thôi, ở chỗ nào thì cũng sẽ có công việc cho mình làm thôi. Mình thương nhau thì chuyện đi lại giữa Sài Gòn với Đồng Nai thì nó cũng gần thôi, cũng không là vấn đề gì nữa. Anh ấy từng ở Sài Gòn rồi mà, em có thể nói cho cô gái biết tại sao em ở Sài Gòn 5 năm rồi mà em lại về quê của em? Là em muốn ở gần gia đình đó anh Linh. À là lúc trước là anh học ở đây? Ừ, lúc trước là anh học ở Tô Đức Thắng ở quận 7 luôn. À, nhà em cũng ở quận 7 luôn. Nhà em ở khúc nào? Nhà em ở gần chỗ Lotte. Anh cũng ở trọ ngay gần chỗ đó luôn á. Dạ. Em thấy anh sao? Em thấy anh cũng hiền, nói chuyện rất là chân thành. Ví dụ em là một người cũng hơi là nóng tính, rơi vào những cái trường hợp mà em nóng tính thì anh sẽ giải quyết như thế nào? Em nóng tính kiểu như thế nào chứ? Có những cái mà nóng tính khiến cho em hành động nó vội vàng á. Nhỡ lỡ như em nóng tính lên, em không cho anh giải thích chẳng hạn, thì anh sẽ làm như thế nào? Từ từ nào em nguội thì giải thích với em thôi. Nếu như em không nguội thì sao? Ai nóng hoài được em thì cũng sẽ có lúc em sẽ nguội thôi. Anh muốn hát tặng em một bài. Muốn qua thêm một ngày để nhận thêm một nụ cười, muốn qua thêm một ngày để ngày mai lại thấy em, bỗng dưng sao một ngày anh nhận ra đang yêu người, bỗng dưng sao một ngày anh nhận ra đang nhớ em. Thôi em xin hết. Thì em cũng có một cái câu này muốn hỏi anh. Em ví dụ thôi nha, cái người ngồi đây không phải là em mà là một cái cô gái khác. Trong cái quá trình trò chuyện á, thì anh rất là thích cô đó và anh ngủ trong lòng anh sẽ bấm nút chọn cô đó. Nhưng mà anh cảm giác á, là cô đó không có sẽ không bấm chọn anh, và đồng thời là cả hai bên gia đình đều có cái ý giống như là hai bạn cũng không có hợp nhau đâu. Vậy thì cuối cùng là anh có bấm nút chọn cô đó hay không? À, anh sẽ bấm theo lựa chọn của anh. Bởi vì thật sự là em hỏi câu này để em muốn xem là anh có phải là một người đàn ông bản lĩnh hay không. Bởi vì với em là người đàn ông là mình phải bản lĩnh và mình phải cầu tiến, thì đó là cái tiêu chí sẽ quyết định được cái thành công trong cuộc sống cũng như là trong công việc của anh. Em thì có một cái sở thích là em cũng thích rất là thích ăn kem, thì anh thấy là em có trẻ con không? Bình thường như thì già cũng có thể thích ăn kem được mà em. Vậy thì trước khi kết thúc thì em cũng muốn nói với anh như thế này. Cảm ơn bạn muốn hẹn hò đã mang anh ấy đến gần bên em. Anh ơi bấm nút lẹ đi rồi mình đi ăn kem. Tiền kem em trả miễn là mình vui. Rồi, chúng ta hỏi một điều chút xíu nữa rồi sẽ bấm nút. Cái điều này rất là quan trọng nha. Bởi chúng tôi muốn cho nó tròn vẹn câu chuyện luôn. Ở đây là yêu xa, em gái à. Bên đàn trai á, anh cảm nhận bây giờ thật sự á, đây là một người đàn ông gia đình, rất là kiên nhẫn. Và chính anh ấy là người biết kềm chế trước em.
Rồi tính cách của anh ấy với em ngược nhau hết. Em rất là nóng, anh ấy rất là hiền, thậm chí kiên nhẫn. Em có thể nói tới sáng tới chiều cũng không có nóng tính nữa. Đây là một người đàn ông mà có thể rất hợp với em. Nhưng vấn đề chỗ là anh ở xa quá, yêu xa thế nào, em có chấp nhận có khi cả tháng anh mới xuống một lần hay không? Dạ thật sự là em nếu mà đã yêu thì em nghĩ là cần cái sự chân thành và tin tưởng. Dạ, thì cái khoảng cách và cái thời gian có thể là mình sắp xếp được với nhau. Còn nếu như yêu gần mà mình không có tin tưởng nhau thì cũng vậy. Nếu bây giờ anh muốn về Đồng Nai em có thể làm dâu được không? Dạ em có thể làm dâu được. Và nếu ảnh lo cho em được cuộc sống và công việc thì em sẵn sàng làm dâu. Được không em? Dạ được ạ. Được, được, được ha. Dạ. Rất là hiền ha. Hồi lúc nãy thích cậu này rồi đấy. Hồi nãy em có nói cái gì mà đến cuối thì bây giờ là cuối chưa? Dạ, hay là phải có kết quả bấm nút có kết quả à có kết quả bấm nút cuối mở. Kết quả xong rồi cậu nó mở trang nào nữa. Tại vì mỗi trang nó có ý nghĩa khác nhau, theo tôi là như vậy. Em trai rất là chân thành đó, anh thấy là như vậy. Nếu được một người chồng thế này anh xin chắc rằng là hạnh phúc sẽ đến ha. Anh chỉ hơi ít nói một chút thôi nhưng mà rất quyết đoán. Mình cũng chưa nói điều gì nhưng thấy từ em gái, từ gia đình thì anh thấy đây là những con người sống rất tình cảm. Rồi, thôi, quyền quyết định của mọi người nha. Đây là chuyện hệ trọng cả cuộc đời. Suy nghĩ thật kỹ và quyết định. Không rung động là không bấm. Và bấm thì phải chịu trách nhiệm với nút bấm của mình các bạn nha. Hiện nay ba mẹ và tất cả người thân đang quan tâm chúng ta. Đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Mở đi, mở. Đọc đi em. Món quà nhỏ cho lần đầu gặp gỡ, bao tâm tình gửi trọn vào vần thơ. Hứa dù nhau đi qua những mùa nhớ, để tình mình đẹp cả trong giấc mơ. Đây là một cô gái cũng rất là cá tính đó. Cá tính. Sẵn đây có ba mẹ hai bên đó. Em trai muốn nói gì với ba mẹ cô gái? Dạ, con chào hai bác ạ. Nếu mà con với em đến được với nhau thì con sẽ cố gắng lo cho em ạ. Dạ. Em gái muốn nói gì với gia đình của bên bạn trai? Dạ, chào gia đình của bạn trai ạ. Dạ, thật sự thì con không ngại cái vấn đề làm dâu đâu bác. Và con nghĩ là trong cái quá trình con và anh còn cái quá trình tìm hiểu nhau nữa, chứ không phải là ngày hôm nay là quyết định tất cả. Dạ, nên con nghĩ là con và anh sẽ cho nhau cái cơ hội tìm hiểu nhau. Giờ thì bác lên đây con nhất trí bấm chuông này thì bác nói cho về bác là cùng chẳng phải làm dâu. Con thích thì con làm mà không thích thì ở riêng. Đất đai thì có. Nói chung thì hai đứa ở đâu bác cùng không đặt thành quan trọng, ở đâu cũng được. Hạnh phúc là được rồi. Cha mẹ nào cũng thương con cái, cũng muốn cho con cái mình được có một cuộc sống hạnh phúc nhất. Thôi, bây giờ, hai đứa nắm tay nhau đi. Nắm tay nhau đi hai bạn. Xin ba mẹ không bạn gái. Dạ con xin thế hai bác cho con hôn Diễm ạ. Đưa tặng các bạn những chiếc vé xem phim của cụm đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX trên toàn quốc. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax, máy nước nóng thương hiệu Atlantic, một chiếc máy nước nóng thương hiệu Senton với tổng trị giá phần quà là 7 triệu đồng gửi tặng hai bạn. Phần quà đặc biệt dành cho các bạn là một Smart TV cao cấp UVC TV trị giá 9 triệu đồng sẽ dành cho hai bạn nếu như các bạn tiến tới hôn nhân. Bạn có thể kết nối Bluetooth, điều khiển bằng giọng nói, đặc biệt là gọi điện thoại cho người thân ngay trên cả TV rất tiện lợi. Cảm ơn chương trình, cảm ơn anh Quyền Linh với chị Cát Tường rất là nhiều. Em nghĩ đến đây là ngày hôm nay là mọi người đều có duyên với nhau hết. Nên em cũng xin gửi tặng chương trình một cái món quà nho nhỏ, cũng là một cái bài thơ của em. Ai ơi hãy đến chương trình, được cười vui hết cỡ cùng anh Linh, chị Tường. Lại còn kết bạn bốn phương, tâm đầu ý hợp trời thương duyên mình. Rồi chúc các bạn hạnh phúc nha. Như vậy là chúng ta đã kết nối được hai cặp đôi. Và chúng tôi luôn luôn mong muốn hạnh phúc sẽ sớm đến với họ. Một lần nữa chúng tôi xin thông báo là tôi có offline bạn mới hẹn hò tại thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vào mỗi tuần nha quý vị, thứ bảy và chủ nhật. Nếu như ai chưa tìm được nửa yêu thương của mình thì hãy vào fanpage hoặc là địa chỉ đang chạy trên màn hình để chúng ta có thể gặp mặt trong một buổi offline của bạn muốn hẹn hò.
Mời khán thính giả theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản radio trên sóng VOH của Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 9 giờ sáng thứ hai và thứ sáu hàng tuần trên tần số FM 99,9 MHz. Kính thưa quý vị, và bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đã hết. Chúng ta sẽ gặp nhau trong khung giờ rất quen thuộc 15:20 Chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Quý vị cũng có thể theo dõi lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media hoặc là cổng thông tin Love TV, và đừng quên nhấn subscribe quý vị nhé. Cảm ơn nhãn hàng UBC TV đỉnh cao công nghệ Smart TV đã đồng hành với Bạn Muốn Hẹn Hò. Tạm biệt quý vị. Mà hai người về trong một ngày á thì trung bình một tuần là chị sẽ kiếm chuyện anh bao nhiêu lần? Hầu như là em không kiếm chuyện luôn á. Có không? Có mà. Kiếm hàng ngày luôn chứ. À là kiếm chuyện là chiêu treo hả? Không có nghĩa là trêu đùa thì có, còn để mà giận dỗi thì không có kiếm chuyện gì. Đúng mà, không có đâu. Bất cứ lý do gì. Tại vì ở nhà chồng em cũng hay lầy á. Và nhiều khi lầy quá đáng mà lầy lố á, là em cũng hay la. Chị có thể ví dụ cái sự lầy lỗi của anh không? Không nhớ rõ nữa, không nhớ nữa. Nhưng mà kiểu hay trêu, hay đùa dai á. Hay đùa dai kiểu vậy đó. Đúng không? Khi mà mình bên nhau rồi đó thì cái khoảng cách nào mà khiến chị cảm thấy là cũng lắm chậm chút? Nhiều lắm. Có nghĩa là ở nhà chồng em hay làm cái mặt kiểu hay trêu vợ. Ví dụ nha, đây ví dụ như hôm qua, điển hình như hôm qua là sinh nhật em. Rồi em muốn thay đồ kiểu đồ xinh, xong rồi là để chụp hình vậy đó. Nhưng mà mặt kiểu, xong rồi cười cái điệu cười kiểu rất là ngứa mắt ấy, kiểu rất là muốn ăn đòn ấy. Em còn câu nữa là bộ phận nào của chồng mà chị muốn thay đổi nhất? Bộ phận nào? Em muốn cái cặp mông á, chuyển sang mông em. Thay đổi cái gì? Đó là lý của người ta chứ, thay đổi gì? Ủa? Thay đổi cơ mà. Thì cũng là thay đổi gì nữa? Trên cơ thể là trên cơ thể của chồng muốn thay đổi. Muốn khác đi á, hiểu không? Chứ không phải là muốn lấy của người ta. Mà vẫn lấy của chồng mà là vẫn muốn chồng khác đi ở điểm nào? Muốn chồng cao hơn 10 phân nữa đúng không? Đúng. Muốn chồng em cao hơn 10 phân nữa. Hoặc nếu không phải đổi cái mông góc sang bên này cũng được. Thì sau đây em sẽ phép hỏi anh nha. Thì cái điều gì của vợ khiến anh nổi điên nhất? Nổi điên hả? Điều gì cũng nổi điên, nhưng mà anh là một người rất là biết kiềm chế. Nên là không bao giờ anh nổi điên với vợ. Tại vì anh chấp nhận. Thì lúc đặt bút ký rồi lấy về là anh chấp nhận, không có cũng không dám làm nổi điên. Phải điên ăn đòn ngay. Để rồi em xin hỏi tiếp là nếu như mà được ví tính cách của vợ mình như là một nhân vật hoạt hình thì anh nghĩ nhân vật đó là ai? Nhân vật hoạt hình chẳng có nhân vật hoạt hình nào mà miêu tả được tính cách. Tùy nhân vật hoạt hình hầu rất là đẹp, rất là đáng yêu ấy. Rất là kiểu hoàn của đáng yêu mà mọi người hoàn hảo ấy. Còn vợ anh là chỉ có bên ngoài thôi, bên trong không hề hoàn hảo tí nào. Có nhân vật nào à? Có nhân vật nào lười này, đánh đá này, có nhân vật nào không ta? Nhân vật nào mất não, lười biến đánh đá ấy, mau quên này, đánh chồng này, có cái gì xấu vô mà vợ hết vậy. Đang nói là có nhân vật nào như vậy, bên ngoài thì đẹp nhưng bên trong thì độc ác, là nhân vật đó phù thủy. Thì không biết. À, phù thủy đâu có đẹp đâu. Rồi, theo anh thì cái bộ phận nào của vợ mà anh thấy không hợp nhãn nhất? Không hợp nhãn nhất hả? Bộ phận nào? Của vợ. Có. Thực ra thì không hợp nhãn nhưng mà lại rất là hợp, rất là phù hợp cho mình, đó là vợ mình. Thôi. Có một đôi chân. Thôi. Ở trên hơi bụi một tí. Nhưng mà đó là một cái điểm mạnh, vì hai vợ chồng có thể đi chung size giày. Thôi. Với là giày của anh thì vợ cũng có thể đi vừa. Ủa. Nên là lâu lâu vợ chồng sẽ có thể mua chung một đôi giày mà không cần phải mua hai đôi. Đó một cái cũng là một cái lợi thế, nhưng mà cũng là một cái điểm mà Thanh cũng kiểu hơi tự ti ở bản thân ấy.
100% một ngày sẽ đỡ mày. Thì chắc là có chồng đi chơi qua đêm đấy. Đi chơi mà kiểu như đi chơi qua đêm ấy. Mà không về là bữa bị một lần là ăn đòn. Ăn đòn luôn. Ăn đòn luôn, băn bó xong toàn luôn còn hơn cả ăn đòn nữa. Vừa đánh vừa chửi luôn em. Là có tóc khăn tay, quỷ gối gì không hay là gì? Thì kiểu gì không ăn? Khổ. Khoanh tay quỷ gối còn hơn thế luôn. Nhưng mà mình lúc đó mình chỉ có đứng im chịu trận thôi, vừa bị ăn đòn mà vừa bị la nữa. Okay. Chắc là đưa đi thẩm mỹ quá. Không cần nữa, tại vì như vậy là vợ anh bắt anh đưa đi thẩm mỹ rồi chứ không cần phải đợi anh đưa đi đâu. Đúng không? Cho anh hỏi là anh sợ con gì nhất à? Anh sợ con rết. Con rết à? Ví dụ như một người đó chỉ đến thành con rết thì anh có ý kiến không? Không. Chắc chắn không rồi. Nhưng mà thực ra hiện tại của anh còn đáng sợ con rết nữa. Sợ con gì? Em chả sợ con gì. Con gì cũng sợ ấy. Con gì cũng sợ luôn. Con rán, con gì nó rơi bẩn, sâu bọ, sợ hết. Dạ, anh biết thằng con rán gì không? Em dám chết luôn. Rồi, cho em nói là nếu như một ngày chị tác hiện chồng đi tiêm môi, chị tiêm môi thì lúc đó không phải là chồng em nữa. Lỡ như là vẫn là ảnh, nhưng mà anh đi tiêm môi thì về chị sẽ xử lý như thế nào? Không biết sao. Ủa? Bình thường mà. Ừ, bình thường thôi. Bình thường. Các bác đi tiêm tan không chị? Thì cái tình huống này đã xảy ra rồi. Nhưng mà ngược lại. Ngược lại. Rồi, ví dụ như là người yêu cũ của mình chê chồng mình, chị sẽ làm gì? Người yêu cũ của em? Đúng. Mà là chê chồng em hả? Đúng rồi. Yếu này cũng lạ. Em mặc kệ nó đi thôi chứ sao giờ. Ê, không đúng đúng không? Ừ. Tại vì đâu gì để chê đâu. Đúng rồi. Yếu cũ của anh chê vợ anh thì anh phải làm gì? Yếu cũ anh chê vợ anh à? Đồng ý. Nếu mà chê đúng. Đùa thôi, làm gì có gì để chê. Thường ở nhà là anh cũng hay chê vợ. Nhưng mà ra đường anh phải khen vợ hết mình luôn. Ủa thế nãy giờ chê nãy giờ luôn đó, mọi người thấy không, chê nãy giờ luôn đó. Đây là người nhà. Khán giả là người nhà. Nhưng mà ra đường mà đúng như là xã giao á thì anh hay khen vợ. Ví dụ như hôm nay á thì chồng của chị quên đi kỷ niệm ngày cưới, chị có nhỏ đánh đập kết thương. Thì chuyện đó sẽ không xảy ra bởi vì vợ anh sẽ quên trước. Vợ anh không nhớ thì làm sao mà hỏi anh được đúng không? Chỉ có anh nhớ thôi. Thực ra là ở nhà là chồng em là có cái bộ não gọi là 5G. Còn em là 5G. Nói chung là mất não luôn đó mọi người. Nhiều lúc không nhớ nổi cái gì luôn á. Năm sinh của con thật sự là nhiều lúc còn quên luôn á. Thành mất não nhưng mà rất thù dai nha mọi người. Rồi, cảm ơn ạ. Cảm ơn em.